xin gửi tới anh Dũng cùng toàn thể quý khách hàng bộ ba chữ Phúc Lộc Thọ bằng chất liệu gỗ hương đá và rất làm rất là ngay ngắn, vuông vắn và thiếp vàng. Phúc Lộc Thọ chữ nho của mình nhá. Độ dày 4 phân, độ sâu 2 phân rưỡi. Gỗ hương đá 100% lành lành nặng. Lành nặng vân veo đẹp. Quý vị ạ. Quá tuyệt vời luôn. Và còn rất nhiều những cái sản phẩm chữ của khách hàng cũng đặt đây. Địa chỉ ở Đại Nghiệp Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Quý vị có thể liên hệ và đặt hàng. Xin trân trọng cảm ơn.